À, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì Jin đang có mặt ở trường học quê để quay cảnh cuối cùng của phim gia đình là xuất đây. Đây là trường học. Dễ gâu luôn nè. Đẹp ha. Nó chưa ăn dài. Biết cảnh này em diễn gì xuống xong em vô á. Xin chào rồi. Đó, như các bạn thấy đó, MV phim không có sướng như các bạn nghĩ đâu. Rất là cực. Cực lắm. Máy của em cảm ơn mình nhiều. Lá cây xong rồi đi. Đi tiền nhau em. Ok được rồi em, rồi cắt mới xong. Ghế này là ekip tặng cho anh Trung á. Cho đi quay cái nè. Rồi các bạn nhớ nhấn vào nút cái nút subscribe ở bên dưới nha, để có thể mà cập nhật và biết thêm nhiều video mới nữa.